muốn làm giàu? Lên ngay Saver88.me, hệ thống chặn lẻ Momo uy tín giao dịch tự động 24/7. Đừng quên điểm danh, nhiệm vụ hàng ngày và nhập code nhận quà với vô vàn phần thưởng hấp dẫn. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game đa nền tảng nữa nha anh em. Một con game Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy, một con game Lofong H5 đa nền tảng. Thì anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Cho nên con này là rất là ngon nha anh em. Thì con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha. Anh em có thể vào chơi trực tiếp luôn nha anh em. Đấy, một con game đa nền tảng nha. Rồi thì con này sẽ chính thức open server mới nha anh em. Con này sẽ chính thức open server 56 nha. Vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em có thể chơi con này tại cái đường link là lofonh5.com ha. Thì đây là cái đường link lofonh5.com nha anh em. Thì anh em có thể chơi cái màn ảnh nhỏ này cũng được, hoặc là anh em có thể lít vào đây anh em chơi full màn hình nha. Còn anh em nào điện thoại thì cũng rất là đơn giản nha anh em. Rồi con này sẽ free cho mấy anh em là một cái bộ cody tân thủ nha. Thì cái bộ cody tân thủ mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Anh em sẽ nhập ở trong phần phúc lợi của game nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là VIP 17 nha, danh hiệu BMW, thẻ chi tôm, thẻ tháng nha anh em. Và tặng cho mấy anh em là một set 18 chuyển VIP nha anh em. Đấy, tặng quà nắp đầu luôn. Nói chung là rất là nhiều phần quà cho mấy anh em tân thủ nha. Thì con này đã update chuyển sinh là 18888 nha anh em. Đấy. Thì anh em có thể làm cái event là lái xe ha. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, thì anh em gửi về bay á, thì anh em sẽ nhận được là 200k su web nha anh em. Thì su web này nó làm anh em có thể mua những cái vật phẩm ở trong cái web shop nha anh em, đó rất là ngon nha. Thì ngoài ra mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện đua top nha anh em. Thì ở đây nó có những cái cục mốc của những cái top ha, anh em có thể đạt được thì anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng rất là ngon nha anh em. Cũng như là vũ khí ha, áo 7000 chuyển luôn nè. Đấy, full set thần trang chiếc tôn nè ha, nhân 500k nha anh em. Thời trang thăng cấp thạch nhân 20 nè, siêu cấp chuyển sinh nhân 20 nè. Anh khi mấy anh em đạt top 1 nha. Đấy, rất là ngon, những phần thưởng của anh em quà top rất là ngon nha anh em. Thì con này với một cái tỷ lệ nạp AT Momo là mấy anh em sẽ được tặng thêm 100% giá trị nha anh em. Đấy, ở đây là số hotline ha, group Zalo nè, anh em có thể thảo luận nha anh em. Và anh em có thể thường xuyên lên fanpage để nhận được những cái code hỗ trợ rất là ngon nha anh em. Đấy. Rồi thì ở đây là mấy anh em sẽ vào cái phần webshop. Thì mấy anh em sẽ dùng cái su web để mua những cái vật phẩm trong cái web shop này nha anh em. Đấy, rất là nhiều cho mấy anh em chọn và lựa luôn nha anh em. Đấy, thì ở đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì anh em có thể nạp thẻ tại đây nha anh em. Đấy, rất là đơn giản nha. Thì anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Rồi, một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha, server 56 nha anh em. Server 56 sẽ được sẽ chính thức open vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 5 2023 nha anh em. Đấy, anh em có thể vào chơi cho nóng nha anh em. Thì một con game đa nền tảng đã được vượt quá hoàn toàn mà đi được 50 mấy server thì rất là uy tín nha anh em. Anh em có thể chơi con này nha. Anh em chơi cái dạng cày cuốc đồ cũng rất là ngon nha anh em. Đấy. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link cũng như code mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. À, mình quên giới thiệu cái phần code nha anh em. Thì anh em vào cái phần phúc lợi ha. Anh em vào cái túi phúc lợi này nha anh em. Thì anh em sẽ chọn qua cái chìa khóa nha. Thì anh em sẽ nhập cái code tại đây nha anh em. Thì ở đây mình sẽ làm demo cho mấy anh em là một cái code thôi. Đấy. Đó, nhập thành công nha anh em. Thì anh em sẽ nhập tất cả các code ở đây nha anh em. Thì anh em sẽ lấy code này trong phần mô tả video của mình nha. Rồi, sau khi mấy anh em nhập xong thì mấy anh em vào phần thư nha. Đây phần thư. Thì mấy anh em sẽ nhận hết nha anh em. Đấy, rất là nhiều phần quà cho mấy anh em nha. Rồi thì mấy anh em qua phần đậu cụ á, thì mấy anh em sẽ dùng cái thẻ 10k này nè. Thì mấy anh em sẽ lên được với 17 nha anh em. Đấy, đây, VIP 17 nha anh em. Thì mấy anh em sẽ nhận tất cả những phần quà VIP của mình nha anh em. Đấy, rất là nhiều phần quà cho mấy anh em chơi nha. Rồi, mấy anh em nhớ nha, server 56 nha anh em. Server 56 sẽ chính thức open vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2023 nha anh em. Đấy, anh em nhớ vào chơi nha.